lương cơ sở chính thức tăng lên 1.300.000 đồng trên một tháng cho 9 nhóm đối tượng. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ là 1.300.000 đồng trên một tháng, thay cho mức cũ là 1.210.000 đồng. Theo quy định tại Nghị định 47/2017, Nghị định Chính phủ, 9 đối tượng được hưởng mức lương bao gồm: thứ nhất, cán bộ công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều luật, điều 4 luật cán bộ công chức năm 2008. Thứ hai, cán bộ công chức cấp xã quy định tại khoản 3 điều 4 luật cán bộ công chức năm 2008. Thứ tư, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004. Nghị định Chính phủ ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang bao gồm: người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/Nghị định Chính phủ ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng tại một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thứ năm là người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân hàng, ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45 năm 2010, Nghị định Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của hội quản lý. Thứ sáu là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thứ bảy, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an Nhân dân. Thứ tám là người làm việc trong tổ chức cơ yếu. Thứ chín, người hoạt động trong chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và ở tổ dân phố. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng nêu trên, tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật, tính các khoản trích và các chế độ hưởng theo mức lương cơ sở. Việc tăng lương lần này sẽ góp phần cải thiện đời sống cho cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nguồn kinh phí thực hiện tăng lương. Theo Nghị định 47/2017, Nghị định Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao, phấn đấu tăng nguồn thu sự nghiệp và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương chưa sử dụng hết năm 2017 chuyển sang nếu có, để cân đối nguồn thu thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2017. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng nguồn tiết kiệm 1% chi thường xuyên, không kể các khoản chi tiền lương phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ. Theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2017, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp sử dụng một phần nguồn thu để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Bên cạnh đó, sử dụng 50% nguồn thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ bàn giao, không kể thu tiền sử dụng đất, thu sổ số kiến thiết. Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 chưa sử dụng hết chuyển sang nếu có. Đối với một số địa phương ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện quy định nêu trên mà vẫn thiếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017, thì ngân sách trung ương sẽ bổ sung số thiếu để địa phương thực hiện.